bơi thế rất khó. Cái này cứ làm người chứ. Quả bóng nó rơi vào cánh tôi này, cứ muốn là bơi. Quả bóng nó rơi vào cái này, cho nó đầu này. Kéo hẳn người lên, kéo hẳn người lên. Đúng rồi bơi. Không bao giờ làm sao em chạy lên lấy. Không bao giờ bị sợ mất ao. Thế làm nào phải bơi? Đấy, cứ theo bơi. Chạy lên lấy.